Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm đôi sa cây kiển trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với chợ lách Bến Tre, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn mai của em Nam. Giao lưu hôm nay thì mình cũng có rất là nhiều loại giống cho cô chú mình sưu tầm về lấy bo ha. Có cúc sông hỷ, cúc thọ hương, quá trời nhiều giống luôn rồi cô chú anh chị. Giao lưu cũng có vài trăm ngàn thôi, giá rất là dễ chơi ha. Mong cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho Nam ạ. Rồi em xin phép được xin nước luôn nha. Chị xin chào em Nam ơi. Rồi em chào chị, em chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước nha. Hôm nay tiếp tục tiến kênh thì cũng lâu rồi trở lại kênh nha. Cũng năm mới cũng chúc cô chú anh chị có một năm mới thật là vui vẻ ha. Rồi thì hôm nay cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống ha cô chú anh chị. Về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép ha. Và mình nuôi lại nha. Rồi thì giờ một cây đầu clip thì em cũng xin giới thiệu với cô chú anh chị mình là một cây cúc hoa hồng ha cô chú anh chị. Rồi mã số 1K nha cô chú anh chị. Cúc hoa hồng thanh tú có mặt bông luôn cô chú anh chị nha. Rồi em sẽ ra hoành thân cho cô chú anh chị mình xem ha. Hoành thân là được 11 nha. Chiều cao là 52, tán ngang là 42. Rồi cây cúc hoa hồng mã số đầu clip mã số 1K em xin giới thiệu với giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 250.000 bao phí ship của cô chú anh chị mình luôn nha. 250 ghép được 6 bo hết cô chú. Rồi 2, 3, 5, 7 bo cô chú anh chị. Rồi em xuống cây luôn. Mã số 2. Rồi tiếp theo là mã số 2K, đây là một cây cúc 150 cánh luôn nha cô chú anh chị. Cây thì đang phát triển rất là mạnh ha, đang đi đọt cô chú anh chị. Ghép được 7 bo luôn cô chú anh chị nha. Này về cắt bo được liền chưa? Dạ cái này thì mình cắt bo được liền ha, còn mình để cho già cái cây này xíu nữa. Còn khúc trong mình cắt được hết rồi ha. Rồi hoành thân là được 12. 12 hoành. Chiều cao là được 59. Tán ngang là được 50. Rồi cây mã số 2K, cây cúc 150 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 300 ngàn bao phí ship luôn. Dạ, 300 ha. Dạ đúng rồi, 300 ngàn. Rồi, chị đổi ha. Dạ rồi. Mã số 3. Rồi, tiếp theo là mã số 3K, cũng là một cái cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Cây này đế nở luôn cô chú ha. Đế cũ luôn ha, đẹp. Rồi, hoành thân của cây là được 10, hoành cũ đế là được 19, chiều cao là được 60. Tán ngang là được 49. Rồi cái hoàng hậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng 300 ha. Dạ 300, cây này ghép được 6 bo ha cô chú. Về mình sẽ có mấy nút nụ này, về mình lọc lá tép lọc bông được nha cô chú. Rồi chị đỡ luôn ha. Dạ rồi. Mã số 4. Rồi tiếp theo là mã số 4K. 4K là một cây mai sắn nha cô chú anh chị. Mai sắn này là khích gịch luôn rồi cô chú anh chị. Rồi, hoành thân là được 11 nha. Chiều cao là được 42. Ngang là được 24 nha cô chú anh chị. Một cây mai xoắn á, xoắn rất là nhạt luôn. Rồi, mã số 4K. Giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 280 ha. Dạ, cái này ghép được 3 bo nha cô chú. 280 ngàn. Rồi, mã số 5. Rồi, tiếp theo là mã số 5K. 5K là một cây cây dạo Phú Tân 24 cánh nha cô. Cây gì? Rồi, một cây Phú Tân nha cô chú anh chị. Phú Tân 24 cánh ha. Là mã số bay luôn ha. Đúng rồi, dán bay luôn. Mã số 5K. Rồi. Hoành thân là được 12. Cây này ghép 5 bo nha cô chú anh chị. Chiều cao chiều bay là được 60. Tán ngang là 30 nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 5K, giao lưu giúp cô chú anh chị, giá cũng là 250.000 bao phí ship luôn. Dạ, 250 luôn. Rồi, em xuống cây. Mã số. Tiếp theo là mã số 6. 6K. 6K là một cây cúc sông hỷ nha cô anh chị, giống mới ha. Cây này ghép cũng được 8 bo đó với cô chú anh chị. Rồi, hoành thân là được 10. Chiều cao là 60. Tán ngang là 47 nha cô chú anh chị. Rồi cái cúc sông hỷ mã số 6K. Em giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá con chỉ là 300 ha. Dạ 300 nha cô chú anh chị. Cây này thì cái lá khích dịch luôn ha, nước nụ khích luôn. Rồi em xuống cây. Mã số 7.
Rồi tiếp theo là mã số 7K, cũng là một cây cúc cam luôn cô chú anh chị ơi. Hoành thân của cây là được 12, chiều cao là được 40, tán là 50. Rồi cây cúc cam mã số 7K em giao lưu giúp cô chú anh chị mình, giá cũng là 300 luôn. Cái này mình lấy được khoảng chừng nhiêu bo anh ha? Cái này cũng khá là nhiều, vài chục bo luôn nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi ha. Dạ rồi. Mã số 8. Rồi tiếp theo là mã số 8K, là một cây cúc tây hy luôn. Thân lắc lượn luôn cô chú anh chị. Thân nó sắn như ốc luôn ha. Yeah. Hoành thân là được 10, chiều cao là 37, tán ngang là 29. Rồi cái cúc tây hy mã số 8K giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250.000 bà phải ship luôn. Dạ, 250. Mã số 9. Rồi tiếp theo là mã số 9K, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn thì bên em cũng còn vài chục cây nữa ha. Cây này giúp được 4 bo nha cô chú. Rồi hoành thân là được 11, chiều cao là được 54, tán ngang là 40. Rồi cây siêu bông Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300 ha. Dạ, 300K. Mã số 9K. Dạ, mã số 10K. Rồi tiếp theo là mã số 10K, cũng là một cây cúc họ Hương luôn cô chú anh chị ơi. Cây này lấy cũng được mười mấy hai chục bo ha. Đúng rồi. Cây này, cây này hiện tại là mình dắt được 5 bo đó quý cô chú. Rồi hoành thân là được 10, chiều cao là được 57, tán ngang 50. Rồi mã số 10K cúc họ Hương này giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 280.000 bao phí ship luôn. Rồi 280 nha cô chú. Dạ rồi em xuống. Rồi mã số 11. Rồi 11K, cũng là một cây cúc phượng Thanh Trân nha cô chú anh chị. Cây này mình ghép cũng được 6 bo ha cô chú anh chị. Rồi hoành thân là được 11, chiều cao 60, tán ngang là 40 nha cô chú anh chị. Rồi cái cúc phượng Thanh Trân mã số 11K em giao lưu giúp cô chú anh chị mình, giá cũng là 300.000 ha. Dạ 300. Dạ. Rồi em xuống cây. Mã số 12K. 12K. 12K cũng là một cây cúc bi luôn nha cô chú anh chị. Rồi em này thì thân lắc luôn cô chú anh chị. Thân lắc rất đẹp luôn ha. Lắc được 5 bo luôn ạ. Rồi hoành thân là được 7,5 ha. Chiều cao là 52, tán ngang là 39. Rồi cây này thì em giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha, giá là 300 luôn. Em bao phí ship luôn ha. Dạ 300K. Dạ rồi. Rồi mã số. Rồi tiếp theo là mã số 13K, cũng là một cây cúc lá rai nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi hoành thân là được 15. Này hiện tại nó 6 bo nha cô chú. Chiều cao là 40, tán ngang là 42. Rồi cái cúc lá rai này giao lưu với cô chú anh chị cũng là giá là 280.000 bao phí ship luôn. Dạ rồi 280 cúc lá rai. Rồi em xuống cây. 14. Rồi tiếp theo là 14K, giao lưu với cô chú anh chị mình là một cây lá ngọc cành vàng nha. Nó cũ quá chừng luôn nha. Nó non ra màu vàng ống ánh luôn á cô chú. Rồi hoành thân là được 7 ha, cũ là được 17, chiều cao là 30, tán ngang là 28 nha cô chú. Hiện tại ghép được 3 bo nha cô. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 280.000 luôn. Dạ 280. Rồi em xuống cây. 15. Tiếp theo là mã số 15K. 15K là một cây giảo cam nha cô chú anh chị. Đế nở luôn á cô chú. Hoành thân là được 9,5, 99 thôi ha. Cũ là được 17, chiều cao là được 52, tán ngang là 40. Rồi cái giảo cam này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng 300 luôn. Cái này 8 bo hả cô chú anh chị. 300K. Giờ em xuống cây luôn. 16. Rồi tiếp theo là mã số 16K, là một cây ngọc mai nha cô chú anh chị. Rồi cây này thì rất dễ hú luôn nè. 7 bo. Rồi nó làm dễ thương lắm cô chú anh chị. Rồi hoành thân là được 11 ha, chiều cao là 40, tán ngang là 35. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá cũng là 280.000 bao phí ship luôn. Dạ 280 nha cô chú. Con này mấy con gì dễ thương lắm cô chú anh chị, mini luôn ha. Rồi mã số 17. Rồi tiếp theo là mã số 17K,
17k cũng là một cây cúc nhì đỏ cho cô chú anh chị. Cây này thì mình ghép cũng được thấy bo cô chú anh chị. Cây gì về thấy bo liền được luôn ha. Rồi bình thân là được 10 rưỡi, mình tính 10. Chiều cao là 49, tính ngang là 34. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha, giá cũng là 290.000 nha. Dạ 290. Rồi em xuống cây. Rồi mã số. Rồi 18k cũng là một cây giỏ siêu ôm Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này cái đế thấy cưng lắm cô chú anh chị, mình chơi với cặp thú hồi nãy là ok. Rồi quanh thân là được 9. Cây này giá tụi 5 bo nha cô chú. Chiều cao 40, tán ngang là 35. Rồi cái giỏ siêu ôm Sài Gòn này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 300 luôn ha. Dạ 300k. Rồi em xuống cây. 18. Rồi tiếp theo là 19k, cũng là một cây giỏ siêu ôm Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Quá chừng cái cũ luôn nè. Cái này về lấy bo liền em ha. Dạ đúng rồi, vậy mình lấy bo liền luôn. Quanh thân là được 12. Cũ là được 22. Dạ, cây này 2 bo thôi cô chú anh chị. Rồi chiều cao là được 54. Tán ngang 44. Rồi cây giỏ siêu ôm Sài Gòn này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 350 thôi. Rồi 350.000. Rồi 20. Rồi tiếp theo là mã số 20k, cũng là một cây cúc hoa hồng luôn hết cô chú anh chị. Quỳnh thân là được 10. Chiều cao là 50, tán ngang 42. Rồi cây cúc hoa hồng giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng 300 luôn. Cây này ghép được 2, 4, 6 bo nha cô chú anh chị, 300k. Rồi em xuống cây. 21k. Rồi tiếp theo là mã số 21k, cũng là một cây nữ hoàng kem nha cô chú anh chị. Dạ, cây này thân lắm, đế có đế luôn nha. Quỳnh thân là được 10. Chiều cao là 45. Tán ngang là 30 nha cô chú anh chị. Rồi cây nữ hoàng kem này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 280.000 luôn. Dạ. Em xuống cây. 22. 22k cũng là một cây ngự sử nha cô chú anh chị. Dạ. Ghép được 4 bo. Rồi quạnh thân là được 9. Chiều cao là 34, tán ngang là 22 nha cô chú anh chị. Coi rồi cái ngựa sử này giao với cô chú anh chị mình giá chỉ là 200 thôi. 200 chẳng luôn cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo là mã số 23k, cũng là một cây cúc sông hỷ nha cô chú anh chị. Cây này ghép được 5-6 bo luôn á cô chú. Rồi quạnh thân là 11 ha. Rồi mình sẽ test được một bông ha. Chiều cao là 54, tán ngang là 38. Rồi cái cúc sông hỷ này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300.000 bao phí ship luôn. Rồi 300.000. Rồi em xuống cây. Mã số 24. Rồi tiếp theo là mã số 24k, mã cuối clip của gì cô chú anh chị. Cây này hiện tại cũng... nó cũng đang có vô một số lúc ngủ á cô chú. Cây này rất nhiều bo nha. Rồi quanh thân là được 10. Chiều cao là được 39. Tán ngang là 45. Rồi cái cúc phượng hanh trân này ha, mã số 24k giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300.000 bao phí ship luôn. Yeah. Rồi thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha, và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 ạ, cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Dạ em xin chào ạ. Dạ rồi em xin chào, hẹn gặp lại cô chú ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ha.